Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Bản tin 24 giờ. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai và 7 ngày sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ở khu vực Bắc Bộ, các khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ chiều phổ biến trong khoảng từ 35 đến 38 độ, một số nơi trên 38 độ, như tại khu vực của Bảo Lạc, Cao Bằng 38,4 độ, Tây Hiếu của Nghệ An 38,8 độ, Đô Lương của Nghệ An 39 độ, Hương Sơn của Hà Tĩnh 39,1 độ, Quy Nhơn của Bình Định 38,5 độ. Ba Đồn của Quảng Ninh 38,2 độ, Đông Hà Quảng Trị 38 độ, Tuy Hà của Phú Yên 38,1 độ. Còn đối với khu vực thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, hôm nay ngày nắng nóng cũng đã bớt gay gắt với nhiệt độ cao nhất về trưa và chiều trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Dự báo từ ngày mai nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục có xu hướng dịu dần. Còn đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm trong không khí ở mức thấp nhất từ 45 đến 65%. Từ ngày 6 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục có xu hướng dịu dần. Cũng trong đêm qua và sáng ngày hôm nay tại khu vực Tây Bắc và phía Bắc đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to và mưa rất to. Lượng mưa tính từ 20 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ sáng nay có nơi trên 80 mm, như tại Đồng Ruộng của Hòa Bình 165 mm, Quang Minh của Sơn La 134 mm, Lai Châu 122 mm, Đông Cửu của Phú Thọ 88 mm. Dự báo trong chiều và đêm nay, các khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to và mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại khu vực trũng thấp. Dự báo mưa dông tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ còn tiếp tục lặp lại vào buổi chiều và đêm, rạng sáng trong những ngày sắp tới. Còn đối với các tỉnh khu vực Trung Bộ, từ khoảng chiều tối ngày mai, mưa dông trên toàn khu vực của Trung Bộ sẽ bắt đầu có xu hướng gia tăng hơn và sẽ có khả năng đi kèm với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên từ ngày 6 tháng 6, nắng nóng sẽ thu hẹp và giảm dần ở các tỉnh phía Bắc và Trung Trung Bộ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới vẫn tiếp tục mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa. Ban ngày trời sẽ có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, về chiều và tối có mưa dông tại nhiều nơi. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ về tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày mai, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng trên cả hai khu vực. Cảnh báo mưa dông tại khu vực của Tây Nguyên và Nam Bộ, Nam Trung Bộ sẽ còn kéo dài trong những ngày sắp tới. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực của Tây Nguyên từ 28 đến 32 độ, còn các tỉnh khu vực Nam Bộ từ 30 đến 34 độ. Tiếp theo là bản tin dự báo chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ trong đêm nay và sáng sáng mai có mưa rào và dông tại Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội với lượng mưa vừa, mưa to trong khoảng từ 20 đến 50 mm. Cục bộ có một số nơi như Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn còn có thể có mưa rất to, lượng mưa từ 80 mm. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời người dân cũng cần phải đề phòng với lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, vùng ngập úng, khu vực trũng thấp. Có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam và một số khu vực của phía Tây, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình. Các khu vực còn lại như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình trời tạnh giáo, ít mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Các khu vực vùng núi nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Ngày mai khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây và nắng gián đoạn, riêng một số nơi như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình trời ít mây và sẽ có nắng nóng. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác vào buổi sáng tại một số nơi như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và một số khu vực của Hà Nội, Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Cục bộ một số tỉnh như Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Đến chiều và tối mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác tại một số tỉnh thành như Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang. Cục bộ một số khu vực có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại một số nơi như Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Yên Bái, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang. Đến tối và đêm mai, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác vào buổi tối tại một số khu vực vùng núi phía Bắc, khu vực vùng núi phía Tây Bắc. Về đêm mai và rạng sáng ngày kia, mưa sẽ có xu hướng gia tăng, mưa rào và mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi. Tại khu vực của Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Sơn La với lượng mưa vừa và mưa to.
cục bộ một số nơi như của Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai còn có mưa rất to. Người dân cần đề phòng với mưa đá, lốc sét, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác về đêm và rạng sáng tại một số nơi đồng bằng, nhất là khu vực ở Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, các khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió ở trên mực 1.500m nên những cơn mưa rào và dông với lượng mưa vừa mưa to rải rác tại khu vực của Bắc Bộ trong nhiều ngày sắp tới. Trong đó mưa to sẽ tập trung nhiều vào khu vực Trung Du và miền núi phía Tây Bắc và phía Bắc. Thời gian mưa chủ yếu diễn ra về chiều tối và đêm, rạng sáng. Mưa dông còn có thể kéo dài rải rác cho tới ít nhất là ngày 12 tháng 6. Với nền nhiệt độ, ngày kia trở đi nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm nhẹ từ 2 cho đến 3 độ, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác tại một số tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây, mưa nhỏ rải rác ở một số nơi như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Các khu vực còn lại trời tạnh giáo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực phía Tây như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn từ 23 đến 26 độ. Ngày mai ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Chiều và tối có mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác ở một số nơi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Cục bộ một số khu vực phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa vừa mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đến tối mai trời nhiều mây có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số khu vực như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Đến đêm mai và rạng sáng ngày kia có mưa rào và dông tại nhiều khu vực như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Cục bộ tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An còn có mưa vừa mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo những cơn mưa rào và dông rải rác vẫn xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế kéo dài cho tới ngày 12 tháng 6. Thời gian chủ yếu vào chiều và đêm, rạng sáng ngày hôm sau. Cục bộ nhiều điểm xuất hiện mưa to. Trong mưa dông người dân cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời do mưa kéo dài nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp. Về nền nhiệt độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày kia trở đi nhiệt độ sẽ bắt đầu có xu hướng giảm từ 1 đến 3 độ, nắng nóng sẽ có xu hướng dịu dần. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong tối và đêm nay có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Cục bộ một số nơi như Ninh Thuận có mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Tuy nhiên thì thời gian diễn ra mưa ngắn, mưa sẽ giảm nhanh về đêm. Các khu vực ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong tối và đêm nay trời tạnh giáo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Ngày mai buổi sáng và trưa ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Còn đối với khu vực như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác tại hầu khắp các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Cục bộ một số nơi như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to và rải rác có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng cần đề phòng với khả năng xảy ra ngập úng tại khu vực đô thị, các vùng trũng thấp. Đến tối và đêm mai, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi như Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận. Tuy nhiên thì thời gian diễn ra mưa ngắn, mưa cũng sẽ giảm dần về đêm. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh nên vẫn có những cơn mưa rào và dông rải rác tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cho tới ngày 13 tháng 6. Thời gian chủ yếu vào chiều và tối, với nhiều điểm có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời cũng cần đề phòng xảy ra ngập úng tại khu vực đô thị, các vùng trũng thấp. Về nền nhiệt độ từ ngày kia trở đi, nhiệt độ tại Đà Nẵng đến Phú Yên sẽ có xu hướng giảm nhẹ từ 1 đến 3 độ, nắng nóng vì thế cũng có xu hướng dịu dần. Khu vực Tây Nguyên trong chiều và tối nay trời nhiều mây, tạnh giáo, ít mưa, mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi tại Đắk Nông, Lâm Đồng vào buổi tối. Tuy nhiên thời gian diễn ra mưa ngắn và sẽ giảm nhanh về đêm. Tuy nhiên trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông với lượng mưa vừa, mưa to ở một số nơi như tại Gia Lai, Đắk Lắk, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây, cục bộ có nơi mưa rất to. Có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ vào rạng sáng ngày mai tại một số nơi như Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Cục bộ khu vực phía Nam của Lâm Đồng và Kon Tum sẽ có mưa rào và rải rác có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 18 độ. Ngày mai khu vực của Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Đến chiều và tối mưa sẽ có xu hướng gia tăng, mưa rào và mưa dông rải rác tại hầu khắp các tỉnh như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số nơi như Gia Lai, Kon Tum có mưa vừa mưa to, rải rác có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm mai, khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào rải rác tại các nơi như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số nơi có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông cần hết sức đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh.
Đồng thời người dân cũng đề phòng với các khả năng xảy ra ngập úng tại khu vực đô thị. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần nên vẫn có những cơn mưa rào và dông sẽ có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng tại hầu khắp các khu vực của Tây Nguyên. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối, sẽ có thể kéo dài tới ngày 13 tháng 6. Về nền nhiệt chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên nhiệt độ vẫn ổn định ở mức cao nhất trong ngày từ 28 đến 32 độ và sẽ duy trì trong nhiều ngày sắp tới. Khu vực Nam Bộ tối và đêm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ ở một số nơi tại miền Đông Nam Bộ như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Đến đêm và sáng sáng ngày mai, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trên cả hai khu vực, với nhiều điểm xuất hiện mưa vừa, mưa to như tại Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Cục bộ một số nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước có mưa rất to, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại một số nơi như Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra ngập úng tại khu vực đô thị, các vùng trũng thấp, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Vào ngày mai, buổi sáng và buổi trưa ở khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có nắng gián đoạn. Một số khu vực có mưa nhỏ và mưa rào tại Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Trà Vinh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và dông rải rác trên cả hai khu vực miền Đông cũng như miền Tây Nam Bộ. Mưa to sẽ tập trung nhiều ở một số nơi như Long An, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Các khu vực còn lại có mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác ở một số nơi. Đến tối và đêm mai, khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng. Tuy nhiên, thời gian diễn ra mưa ngắn, mưa sẽ giảm nhanh về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ và có xu hướng mạnh dần lên, những cơn mưa rào và dông có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng tại hai khu vực ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ, với nhiều điểm có mưa vừa, mưa to đến rất to. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối. Dự báo đợt mưa lớn này có thể kéo dài tới ngày 8 và đến ngày 9 tháng 6. Mưa lớn có xu hướng giảm dần. Về nền nhiệt độ, khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất vẫn giữ ở mức ổn định 30 đến 34 độ và sẽ duy trì trong nhiều ngày sắp tới. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Hiện nay mây dông đang phát triển trên khu vực từ Cà Mau tới Kiên Giang, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển từ quần đảo Trường Sa. Dự báo trong đêm nay đến ngày mai ở khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía Nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ luôn có gió mạnh ở mức cấp 5, cấp 6, có lúc giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Còn đối với khu vực phía Bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, tạnh giáo, ít mưa, ban ngày trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3, cấp 4, có lúc mạnh cấp 5, sóng biển cao từ 0,8 đến 1,5 mét. Hoàn toàn thuận lợi cho việc ra khơi của bà con ngư dân. Khu vực biển của vịnh Bắc Bộ, các khu vực vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi, thời tiết tốt, tạnh giáo, ít mưa, ban ngày trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, hoàn toàn thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của bản tin 24 giờ.